Cuối giờ chiều nay ngày 5 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cuối giờ chiều nay ngày 5 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, tuy chúng ta đã kiểm soát tốt được các khu phong tỏa, cách ly tập trung, nhưng vấn đề đặt ra là việc kiểm dịch ở vòng ngoài, nhất là với các trường hợp về từ vùng dịch. Trong bối cảnh diễn biến dịch tại các địa phương khác vẫn còn phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các thành viên ban chỉ đạo các địa phương khẩn trương đề xuất các biện pháp thiết thực trong thời điểm hiện nay. Ưu tiên vẫn là ngăn chặn dịch xâm nhiễm từ bên ngoài. Theo báo cáo, Đà Nẵng hôm nay, ngày 5 tháng 7, không có ca nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Kết quả xét nghiệm tại các chuỗi lây nhiễm mới, cũng như hơn 15.000 bộ xét nghiệm của học sinh và cán bộ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đều cho kết quả âm tính. Các quận huyện trong ngày đã cách ly tập trung 45 người về từ các địa phương khác. Nhiều ý kiến cho rằng thành phố nên phối hợp với các tỉnh, thành khác để kiểm soát hiệu quả các trường hợp về Đà Nẵng, xem xét nới lỏng một số hoạt động thiết yếu, có cơ chế hỗ trợ thêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhận định tình hình dịch trên toàn quốc đang ngày một phức tạp, đề nghị các đơn vị, sở, ngành, quận huyện nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương làm quyết liệt hơn nữa việc kiểm soát từ chốt kiểm dịch cho đến khu dân cư, phát động phong trào toàn dân phát hiện người về từ vùng dịch. Về việc hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các ngành sớm tham mưu để bổ sung kịp thời. Giao cho văn phòng chủ trì phối hợp với lại các ngành rà soát hết tất cả những đối tượng, những người mà có tham gia trực tiếp tương ứng này, trực tiếp mà cũng có khó khăn trong công tác phòng dịch, như ví dụ như các cái chốt này, các cái đội truy vết này, và hiện nay là cái chế độ ăn đối với lại sở y tế này, thì có văn bản gửi qua cho mặt trận để mà bổ sung đối tượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu nếu các trường hợp từ vùng dịch có nhu cầu về Đà Nẵng sẽ bắt buộc cách ly và xét nghiệm, đồng thời có triển khai thu phí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho Sở Du lịch thành phố phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá các điều kiện quy định phòng chống COVID-19 tại các khách sạn được dùng làm cơ sở cách ly.